trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden về tỷ lệ ủng hộ trong cuộc thăm dò ở Mỹ. Cuộc luận tội Tổng thống Joe Biden có phải là con dao hai lưỡi? Israel lên kế hoạch đưa người Gaza tới đảo nhân đạo trước khi tấn công Rafah. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cựu Tổng thống Donald Trump đang tạm dẫn trước Tổng thống Joe Biden về tỷ lệ ủng hộ trong một cuộc thăm dò dư luận mới ở Mỹ được công bố một ngày sau khi cả hai giành quyền đại diện các đảng đấu chung kết vào Nhà Trắng năm nay. Theo cuộc khảo sát quốc gia do báo USA Today kết hợp Đại học Suffolk tiến hành và công bố hôm 13 tháng 3, tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho ông Trump là 40%, hơn xích sao ông Biden 38%. Tuy nhiên, ông Biden cũng đón nhận tin vui khi số cử tri đánh giá tích cực về nền kinh tế dưới sự lãnh đạo của ông đã tăng lên. 33% số người tham gia khảo sát nói đang chứng kiến sự phục hồi kinh tế của Mỹ mức cao nhất dành cho đương kim tổng thống kể từ tháng 8 năm 2021. Các chuyên gia thăm dò ghi nhận 29% cử tri coi lạm phát và nền kinh tế đất nước là vấn đề quan tâm hàng đầu của họ. Các vấn đề thu hút sự chú ý tiếp theo là nhập cư 24% và các mối đe dọa đối với nền dân chủ 23%. Chỉ 10% cử tri nói quyền nạo phá thai là ưu tiên số 1 đối với họ. 25% số người được hỏi tiết lộ họ có thể thay đổi quyết định về việc sẽ ủng hộ ứng cử viên nào vào ngày tổng tuyển cử trong tháng 11 tới đây. Ông Trump trong những tháng gần đây đang dẫn đầu ở các cuộc thăm dò quốc gia và cả ở các bang chiến địa về khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa còn đối diện nhiều rắc rối pháp lý trong đó có phiên tòa xét xử vụ ông bị cáo buộc trả tiền bịt miệng một ngôi sao khiêu dâm. Phiên tòa này dự kiến bắt đầu vào ngày 25 tháng 3 tới tại bang New York. Trong khi đó, Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 7 tới tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin. Theo thủ tục, ông Trump sẽ chính thức chấp nhận đề cử trở thành ứng viên tranh cử Tổng thống của Đảng tại sự kiện này. Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ sẽ diễn ra sau đó một tháng và ông Biden sẽ chính thức chấp nhận đề cử của đảng để ra tái đấu với ông Trump. Ở phía Đảng Dân chủ, ông Biden gần như không gặp thách thức nào. Ông mới để thua duy nhất đối thủ Jason Palmer tại cuộc bỏ phiếu vùng lãnh thổ Samoa, nơi chỉ có 6 phiếu đại biểu. Bên cạnh đó, Tổng thống Biden đã có mặt tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin để bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Tại đây, ông Biden đã liên tục gọi người tiền nhiệm là kẻ thua cuộc, đồng thời chỉ trích chính sách nhập cư của ông Trump. Wisconsin là bang chiến trường quan trọng, là nơi mà ông Biden đã giành chiến thắng trước ông Trump cách đây 4 năm. Sau cuộc vận động ở Wisconsin, ông Biden sẽ tiếp tục tới một bang quan trọng khác là Michigan. Bên kia chiến tuyến, ông Trump tuyên bố không có thời gian ăn mừng chiến thắng bầu cử sơ bộ mà phải tập trung vào việc đánh bại ông Biden, người được ông mô tả là tổng thống tệ nhất lịch sử Mỹ. Ông Trump nói, "Chúng ta sẽ đóng cửa biên giới, chúng ta sẽ làm những điều chưa từng có để giúp nền kinh tế Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết." Đối với Đảng Cộng hòa, cuộc luận tội tổng thống Joe Biden là một quân cờ quan trọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, nếu được sử dụng không khéo, cuộc luận tội này cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi. Tháng 12 năm 2023, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ chính thức hợp pháp hóa cuộc luận tội tổng thống nhằm xem xét liệu ông Joe Biden có hưởng lợi bất chính từ các giao dịch kinh doanh của các thành viên trong gia đình ông hay không. Tuy nhiên, không có khoảnh khắc gây chấn động nào xuất hiện sau phiên điều trần cấp cao hôm 12 tháng 2 do công tố viên đặc biệt của Bộ Tư pháp Robert Hur đã thất bại trong việc chứng minh Tổng thống Mỹ đương nhiệm phạm tội. Cuộc luận tội đi đến ngõ cụt, buộc các thành viên Đảng Cộng Hòa phải tìm ra một hướng đi khác để giành thế chủ động khi cuộc tổng tuyển cử tháng 11 đang đến gần. Cuộc luận tội Tổng thống vẫn là ưu tiên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa bởi dù thất bại, ảnh hưởng của phiên điều trần vẫn có thể làm suy giảm mức độ tín nhiệm của công chúng dành cho ông Biden phát biểu trước báo chí sau phiên điều trần chủ tịch giám sát hạ viện James Comer khẳng định hạ viện đang đi đúng hướng bởi ưu tiên số một của hạ viện vẫn là đưa sự thật đến với người mỹ bằng sức mạnh của pháp luật trong quyền hạn được cho phép đảng cộng hòa đã đưa các phương án dự phòng bao gồm thắt chặt quy định về công khai tài chính thay đổi luật vận động hành lang tại nước ngoài chuyển quyền điều tra hunter biden và những cá nhân liên quan cho bộ tư pháp kêu gọi tiếp tục điều tra tổng thống và nỗ lực đẩy cuộc điều tra đến gần ngày bầu cử Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu của Đảng Cộng hòa, Kevin Han, cũng thừa nhận rằng đảng này vẫn đang nỗ lực tìm ra các chứng cứ cho thấy có mối liên hệ giữa hai cha con Tổng thống Mỹ khi con trai ông, Hunter Biden, đang dính ba cáo buộc hình sự liên quan đến tàng trữ súng và sử dụng ma túy. Bất kỳ phương án nào trong số đó đều mang lại rủi ro bởi quyền quyết định cao nhất thuộc về thượng viện, nhưng ít nhất những nỗ lực của Đảng Cộng hòa có thể gây ảnh hưởng đến các cử tri chống ông Biden để tạo thêm cơ hội thắng cử cho ứng cử viên của đảng, ông Donald Trump. Việc áp dụng các kế hoạch dự phòng có thể có những lợi thế riêng. Nếu Đảng Cộng Hòa có thể đoàn kết để tạo nên một bước ngoặt trong điều tra, họ có thể thấy thất bại này thành một chiến thắng ở quy mô nhỏ hơn trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên nhìn từ hiện thực, có thể thấy chắc chắn rằng cuộc luận tội Tổng thống sẽ chấm dứt. Trong suốt chiều dài lịch sử Mỹ, chưa có một Tổng thống nào bị luận tội thành công và có khả năng cao rằng ông Biden không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, ông James Comer cũng cho biết có thể Hạ viện sẽ đưa ra các đề xuất xử lý hình sự cho cuộc luận tội của Tổng thống Joe Biden và vụ án nghiêm trọng của con trai ông. Nhưng không có khả năng Bộ Tư pháp dưới quyền ông Biden sẽ xem xét thực hiện những đề xuất đó. Nỗ lực của Đảng Cộng hòa hiện nay sẽ chỉ nhằm vào một mục tiêu duy nhất là lợi dụng cuộc luận tội để lôi kéo cử tri ủng hộ cho Đảng của họ. Cuộc luận tội Tổng thống rất có thể là một con dao hai lưỡi bởi sẽ đến lúc Hạ viện sẽ phải cho dừng cuộc luận tội. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang lo lắng sẽ bị cử tri quay lưng khi từ bỏ việc luận tội những người ủng hộ trung thành của đảng, đặc biệt là những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Trang Yahoo News dẫn thông tin từ các hãng tin phương Tây cho biết số phận của người dân ở Rafah là điều khiến các tổ chức nhân đạo và đồng minh của Israel quan ngại nhất. Họ lo ngại rằng tấn công vào khu vực đông đúc này sẽ gây ra thảm họa. Rafah là nơi sống tạm của khoảng 1,4 triệu người Palestine phải di rời và cũng là điểm tiếp nhận hàng viện trợ của Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng cuộc tấn công ở Rafah là rất quan trọng để nước này đạt được mục tiêu đã nêu là loại bỏ Hamas. Người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết việc đưa những người ở Rafah đến các khu vực nhân đạo sẽ diễn ra dưới sự phối hợp của các tổ chức quốc tế. Đây là một phần quan trọng trong quá trình quân đội Israel chuẩn bị cho cuộc tấn công Rafah mà họ lên kế hoạch từ lâu. Israel cho rằng Hamas đang có 4 tiểu đoàn ở Rafah Ông Hagari nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo: "Chúng ta cần đảm bảo rằng 1,4 triệu người hoặc ít nhất một lượng đáng kể trong số 1,4 triệu người sẽ di chuyển. Tới đâu? Tới những hòn đảo nhân tạo mà chúng tôi sẽ thiết lập với cộng đồng quốc tế." Theo ông Hagari, những khu vực này sẽ có nhà ở tạm thời, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người Palestine sơ tán. Ông không cho biết khi nào cuộc sơ tán ở Rafah sẽ diễn ra cũng như khi nào cuộc tấn công Rafah sẽ bắt đầu. Ông nói rằng Israel muốn có thời điểm phù hợp để hoạt động và phối hợp với Ai Cập, quốc gia không muốn dòng người Palestine di tản tràn vào. Rafah đã đông lên nhiều trong những tháng qua khi người Palestine chạy khỏi các khu vực có giao tranh ở hầu hết các nơi khác. Trong khi đó Mỹ lo ngại về tình hình ở Rafah và tỏ ra cứng rắn với Israel. Ngày 13 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Mỹ vẫn chưa nhận được kế hoạch di rời dân thường mà Israel nói ở trên. Ông nói, chúng ta cần xem xét một kế hoạch giúp dân thường thoát khỏi nguy hiểm nếu có hoạt động quân sự ở Rafah. Chúng tôi chưa thấy kế hoạch nào. Khi bắt đầu cuộc giao tranh với Hamas, Israel đã yêu cầu người Palestine sơ tán đến một vùng đất dọc theo bờ biển địa Trung Hải ở Gaza mà nước này nói là vùng an toàn. Tuy nhiên, các nhóm viện trợ cho biết không có kế hoạch nào về tiếp nhận số lượng lớn người tới đó. Các cuộc tấn công của Israel cũng nhằm vào khu vực này. Về phần mình, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cảnh báo về kế hoạch tấn công Rafah, nêu rõ Israel phải có trách nhiệm bảo vệ người Palestine ở Gaza theo luật pháp quốc tế, đồng thời tuyên bố Ai Cập đã nhiều lần cảnh báo về các kế hoạch của Israel nhằm hủy hoại cuộc sống ở giải Gaza. Ông NCC khẳng định lại rằng cần phải đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và yêu cầu Israel chấm dứt các hành động quân sự. Trong khi đó, theo Financial Times, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran được tổ chức tại Oman. Phái đoàn Mỹ dẫn đầu là cố vấn Trung Đông của Nhà Trắng Brett McGurk và đặc phái viên về Iran Abram Bali. Phía Iran có đại diện là Thứ trưởng Ngoại giao Ali Bagheri, người cũng là nhà đàm phán hàng đầu trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Vấn đề cũng được nhắc đến trong cuộc đối thoại. Theo Financial Times đưa tin, các phái đoàn đã không gặp mặt trực tiếp vì quan chức Oman đứng ra làm trung gian giữa các bên trong các cuộc đàm phán. Một nguồn tin nói với Financial Times rằng các quan chức Mỹ coi kênh thảo luận gián tiếp với Iran là một phương pháp để nêu ra nhiều mối đe dọa khác nhau, bao gồm một thông điệp về những gì Iran nên làm để ngăn chặn một cuộc xung đột rộng hơn. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Houthis không suy giảm, cho thấy các cuộc đàm phán bí mật không đạt được kết quả như mong muốn. Tờ FT không nêu rõ liệu Iran từ chối đề nghị của Mỹ hay không thuyết phục được nhóm Houthi dừng tấn công. Các nhà lãnh đạo Iran tuyên bố chỉ hỗ trợ nhóm Houthi về mặt chính trị. Iran tuyên bố họ có ảnh hưởng hạn chế đối với lực lượng Houthi tại Yemen và không thể ra lệnh cho lực lượng ủy quyền của họ, nhưng có thể có các cuộc đối thoại với họ. Một quan chức Iran nói với tờ báo như vậy.